Rồi em chào anh Tuấn nha. Cái clip này á, là em chào anh Cường nữa. Cái clip này là em test bộ vàng em gửi cho anh Cường. Nhưng mà em có gửi cho anh Tuấn coi nữa. Anh Tuấn ở Đà Lạt á. Là bởi vì anh Tuấn có đặt em một bộ vàng, chọn đĩa cho anh Tuấn mà không biết đĩa gì. Thì clip này anh Cường xem vàng máy em ráp cho anh Cường nha. Còn anh Tuấn coi coi những cái thể loại nhạc này anh thấy nó như thế nào. Nếu mà anh thấy nó ok thì em kiếm cho anh một cái series đĩa này luôn. Tại vì cái gu nhạc mỗi người nó cũng khác nhau quá, cho nên là đi kiếm đĩa nó cũng khó lắm. Mà mình chơi những cái dàn âm thanh mà ở cái đẳng cấp này á, thì cái nguồn phát là cái đầu CD với cái đĩa nó rất là quan trọng. Bởi vì nó hay hay nó dở là do cái nguồn phát, còn cái rồi mới đến những cái thiết bị khác. Chứ đâu phải là mình cứ mua dàn âm thanh đắt tiền rồi mình bỏ cái đĩa chợ vô là nó có thể hay gì đâu. Thì bên em là em có cái nguồn lấy được những cái CD gốc có cái chất lượng âm thanh rất đẳng cấp. Anh có thể phát cho những dàn âm thanh high-end cũng được nữa. Nhưng CD thì nó sẽ rất là mắc. Nó mắc nhưng mà mắc sắt ra miếng luôn. Nó là CD gốc mà. Đây là một cái CD nhạc ra của Việt Nam, của những ca sĩ tên tuổi như là Ý Lan, Quang Dũng, Hương Giang, Thanh Long Bass, những người nổi tiếng. Rồi xin chào hai anh, mời anh cùng thưởng thức cái dàn âm thanh cùng với cái đĩa CD này nha. Hay mình thử một bài định điểm của cái CD này. Cặp JBL này đẹp xuất sắc luôn nha anh Cường. Nguyên bản. Đây là gốc, nó là cái dòng loa kiểm âm được lắp đặt trong những cái phòng thu âm của Mỹ vào khoảng thập niên 70, 80. Loa kiểm âm cho nên là chất lượng nó rất tốt. Tiếng rất là sắc bén. Loa nguyên zin, nguyên bản. Hình thức thì nó khoảng 95-96%. Em theo yêu cầu của anh, em ghép nó với lại chiếc âm ly Sansui. Thằng này là Sansui 5000X bao dính kích tên lửa. Đây là một chiếc âm ly bình dân, tương đối cho chất âm rất tốt của Sansui. Nó chỉ thua 9090 và 8080 thôi. Chứ em chưa thấy là nó ngán bất cứ cặp loa của Nhật nào. Tuy nhiên là em ghép loa Mỹ nghe cũng rất là hay. Thằng này thì nó là đối tác bình dân dành cho CS99AFP và CS88AFP, 994 tấc nó cũng có thể chơi được. Tuy nhiên là nó chơi không bằng 9090 được. Vì 9090 thì giá trị nó cao hơn nhiều. Chiếc âm ly cũng đẹp xuất sắc. 5000X thì nó cũng tương đối phổ biến, không có hiếm lắm. Kiếm con đẹp đẹp như vậy thì cũng nhiều thôi, không hiếm lắm đâu. Đây, cho anh coi cặp loa bên này. Có người thì thích loa Nhật, có người thì thích loa Mỹ. Nói chung thì nó cũng là kẻ tám lạng người nửa phân. Nửa phân.
Rồi xin chào anh Tuấn ở Đà Lạt, xin chào anh Cường ở Bảo Lộc nha. Rồi em chào hai anh.